Pyjama em không có. Bây giờ nó thấy cái lên hai pyjama là luôn cả. Để nó thấy cái lên hai pyjama. Là hôm nay kiếm pyjama size dài mà không biết cái. Vào lại giúp giùm em nha mấy chị ơi. Vào lại giúp giùm em nha cả nhà. Chị Hoa Hồng ơi, chị Hoa Hồng là khách cũ hay là khách mới vậy? Nếu mà khách cũ, khách mới thì nhớ cho em cân nặng chiều cao nha, mã đỏ 4 em chốt cho chị rồi đó. Rồi, em còn mã đỏ này là em còn được size 2 với size 3 nè các chị. Đỏ em còn được size 2 với size 3, các chị vào lại cái like này giùm em nha. Bữa nay lại là trục chặt nữa rồi mấy chị ơi. Đang like bị văng ra nữa rồi. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đỏ nha các chị. Đỏ em còn được size 3 với lại là size 4. Rồi cái bộ này lên giúp giùm em là bộ hồng. Hồng em còn được một bộ size số 6, sơn thủy size số 3 cho chị Út Diễm. Ủa chị Út Diễm nãy là có sơn thủy 3 chưa ta? Coi em chắc. Không, chỉ có bộ này. Không không, rồi coi mấy bộ sơn thủy rồi có không? Qua cái line tuyên truyền chỉ sợ nãy chứ có rồi nha. Sơn thủy 3 chị Út Diễm hồi nãy là em đọc ở bên kia có đọc tên rồi là có rồi nha chị. Hồng 6 chốt cho chị Nguyễn Ngọc My là em hết size 6 luôn nè. Chị Nguyễn Ngọc My ơi, size 6 em còn được có một bộ cho chị nha. Chút xuống chốt like hỏi mấy bạn nhà em có hết xả ra bộ nào nữa không thì lấy cho chị nha. Còn size 6 em chốt chị được bộ hồng 6, còn có một bộ à. Rồi hết nha mấy chị ơi. Hiện tại ở đây là em còn được có là size số 3 với lại là size số 2 thôi. Mã đỏ thì còn được size 2 với size 3. Da thì em còn được size 3. Beo 3. Kẻ đỏ size số 3 và mã sơn thủy size số 3 là em hết rồi đó, hết cái lô này. Đơn hàng của chị Anh Lan, mấy bạn nhà em chốt cho chị làm sao chứ ơi. Điện ngày hôm qua là đã đi rồi, còn đơn hồi sáng là cũng đi rồi luôn nha. Bây giờ chỉ còn cái đơn bà ba chiều nay thôi. Đơn bà ba chiều nay là mấy bạn nhà em đang gọi cho mấy chị thấy ha. Còn đơn hồi hôm qua đến đơn hồi sáng là đi hết rồi. Rồi bây giờ em sẽ lên cho các chị bộ ống rộng mẫu mới nha các chị. Giá 180.000. Rồi các chị chờ em một tí xíu em lên mẫu cho mấy chị. Em lên bộ ống rộng cho các chị nha. À để em lên bộ cách tân này cho cả nhà mình luôn đi. Bộ cách tân này đẹp, em còn được có mấy bộ à. Bộ cách tân 160.000 nè mấy chị. Bộ cách tân tay gấp lăn rất là đẹp nè. Tết rồi mấy chế mặc mấy bộ này đẹp tôn dáng nữa. Mặc đẹp. Bộ này 160.000. Cái chị đẹp nhà em nha. Chất vải thun Hàn Quốc giúp em. Coi giãn 4 chiều. Tại vì cái chị hỏi em đơn đi chưa, thật sự là em không có biết, tại em ngồi trên em like không à. Còn đơn hồi hôm qua, gọi ngày hôm qua với gọi hồi sáng thì là bưu điện đã lấy rồi nha mấy chị ơi. Chị có đơn bà ba là em đang gọi cho mấy chị là đơn đó chiều mới đi. Rồi bộ em mặc là bộ cách tân nha các chị ơi, bộ cách tân bông nha. Bộ này thì con sẽ form của nó nha các chị ơi. Bộ này á là cái chị đẹp nhà em á là cái chị thích thì cái chị kéo cái cổ thuyền ra, không á thì cái chị cho nó nhỏ vào tí xíu cũng ok nha. Rồi tay thì tay gấp lăn giúp em, chất liệu vải là coi giãn 4 chiều và coi giãn mạnh giúp em luôn. Bộ này em cũng còn được có mấy chục bộ à. Mấy ba chục bộ gì đó. Cái chị đẹp nhà em tranh thủ chốt nha. Rồi bộ em mặc là 160, bộ này thì vải nó hơi mắc tí xíu. Bộ em đang mặc các chị lên giúp giùm em là mã nhí xanh. Chốt em mã nhí xanh nha.
được tầm khoảng 30 bộ hơn đó mấy chị, là em hết cái lô này. Cái này là size số 3 nè chị. Cái này là size số 3. Cái này là size 4. Cái này là size 6. Rồi bộ em đang mặc là mã nhí xanh nha các chị, nhí xanh. Bộ này là mặc rất là tôn dáng luôn nha, rất là đẹp. Size 1 là 50kg, size 2 là 55kg, size 3 là 60, size 4 là 65, size 5 là 70, size số 6 là 75kg nha. Rồi bộ em đang mặc các chị đẹp lên giúp dùm em là mã nhí xanh, các chị nhí xanh. Em đang mặc bộ cách tân này luôn nè, số 4 thì hay bữa hết 3 mà mê chất tân lên 4 nên lấy luôn. Dạ em cảm ơn chị Đời Là Thế rất là nhiều. Rồi chốt giúp dùm em bộ này nha các chị, lên giúp em mã này là mã nhí xanh nha các chị đẹp nha. Em ơi nhí xanh bộ này là 160, bộ này là form rất đẹp luôn nha các chị, tôn dáng lắm. Cái này em được có, em lựa được cho các chị hình như được có 6 hay là 7 họa tiết gì mà hôm bữa giờ bán nó cũng hết rồi, còn được mấy bộ này. Lên với em bộ này là bộ xanh ngọc, chốt em mã xanh ngọc nha, xanh ngọc. Chốt em bộ xanh ngọc. Cái bộ này đẹp lắm mấy chị, em chỉ có một lô duy nhất thôi các chị đẹp nha, nên là chị nào thích cái mẫu này các chị chốt đi. Tay tết tết là không có ra kịp mẫu này nữa, em sợ ra không kịp. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã sơn thủy các chị, chốt em sơn thủy các chị đẹp nha, em ơi sơn thủy nha. Sơn thủy em còn được có bộ, còn có size 1 với lại là size 4 cho các chị ha. Sơn thủy em còn được size 1 với size 4. Rồi mã chữ. Chữ em còn duy nhất một bộ size số 1. Mã chữ em còn duy nhất một bộ size số 1, 50kg trở lại mặt vừa. Bộ này 45 đến 50kg là các chị mặc ok. Rồi chốt giúp dùm em mã này là mã chữ. Sơn thủy size số 1 em chốt cho chị Diệu Trịnh. Ok chứ Diệu Trịnh. Là em hết sơn thủy 1 luôn. Sơn thủy em chỉ còn size 4 nha mấy chị. Chữ 1 em chốt cho chị Diệu Trịnh luôn. Ok chứ. Rồi nhí vàng. Nhí vàng hiện tại là em còn được size số 1. Này hai hả chị? Nhí vàng hiện tại em còn được 1 3. Cái là 5. 1 3 4. 1 3 4 6 các chị. Nhí vàng hiện tại là em còn được 1 3 4 6. Các chị đẹp lên giúp em mã nhí vàng nha. Nhí vàng em còn được 1 3 4 6. Chốt em bộ này. Sơn thủy size số 4 em chốt cho chị Quỳnh Chanh. Ok chế Quỳnh Chanh. Sơn thủy 4. Bộ này 160. Bộ này chất liệu vải là coi giãn mạnh luôn nha mấy chị, coi giãn 4 chiều nha. 160.000. Rồi bộ nhí đỏ giúp em. Lấy luôn bộ nhí đỏ này chị Diệu Trịnh ơi. Bộ nhí đỏ này đẹp lắm. Chốt em mã nhí đỏ. Nhí đỏ em còn được có size 1 với size 3 hả các chị. 1, 2, 3. Nhí đỏ còn được 1, 2, 3. Mở size em còn được 1 bộ. Chốt em bộ nhí đỏ nha. Lên với em nhí đỏ. Họa tiết đẹp lắm. Chốt em nhí đỏ nha các chị. Nhí đỏ. Rồi nhí tím. Rồi em hết nha mấy chị, nhí tím còn được có một bộ size 3 hả. Nhí đỏ size số 2 em chốt cho chị Thi Yến Mai Trần là em hết nhí đỏ 2. Nhí tím em còn được một bộ size 3. Nhí tím em còn được một bộ size 3, 55kg đến 60kg mặt vừa. Eo tầm khoảng 81-82 trở lại nha các chị, là tối đa nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này là bộ nhí tím. Nhí tím em còn được bộ size 3. Đẹp lắm luôn, nhí tím. Nhí đỏ size số 1 em chốt cho chị Diệu Trịnh là em hết nhí đỏ 1. Size 5 hả chị, size 5 còn được có một bộ nhí xanh em đang mặc à. Bộ này hết size 5 các chị có thể lên size 6 được nha. Tại vì cái form á là nó không có bị gọng đâu. Cái form này em may cho các chị tại vì vải nó coi giãn mạnh á,
Đây là em may cái form này nó rất là ôm nha, nó ôm lắm. Đây là cái chị đẹp nhà em á, là chốt lên size 6 là ok. Size số 6 em còn được họa tiết này nè chị Nguyễn Ngọc My. Size số 6 em còn được 3 họa tiết là em còn được nhí vàng với bộ nhí xanh em đang mặc với bộ xanh ngọc nè. Bộ này chế lấy size 6 đi. Size 5 chế mặc coi chừng hơi ôm đó, size 6 đi mặc cho nó thoải mái, vừa thoải mái. Nhí xanh size số 5 em chốt cho chị Minh Phương. Là em hết nhí xanh size số 5 luôn nè. Đây chế size 5 là em còn được nhí xanh em đang mặc nè, nhí vàng. Nha, nhí vàng với lại là bộ xanh ngọc. Đây là mã xanh ngọc. Đấy, cái họa tiết này là em lựa cho các chị hết rồi đó. Những cái họa tiết này lên bộ cách tân này rất là dễ mặc nha các chị. Đây là bộ xanh ngọc nha chị, xanh ngọc đi lên bông màu tím với màu vàng rất là đẹp luôn nha. Rồi. Size 6 là em còn được 3 họa tiết đó nha, nhí tím. Ủa lộn, xin lỗi, phải nhí tím, nhí vàng, nhí xanh với lại là mã xanh ngọc. Nhí tím thì em còn được bộ size 3 nha cả nhà mình. Nhí tím em còn duy nhất bộ size 3. Nhí đỏ em cũng còn được bộ size 3 luôn. Sơn thủy thì em còn được bộ em còn được duy nhất size 4. Nhí đỏ. Nhí tím size 3 em chốt cho chị Thi Yến Mai Nguyễn. Ok chứ. Nhí vàng với xanh ngọc đúng không? Vàng xanh là chế lấy cái nào? Chế Nguyễn Ngọc My bình luận lại giúp em nè. Nhí vàng, nhí xanh với xanh ngọc, chế chốt cái nào? Nhí vàng, nhí xanh với xanh ngọc, với lại là xanh ngọc. Nhí vàng, nhí xanh, xanh ngọc, chế lấy cái nào? Vàng với xanh, xanh là chế lấy xanh nào? Giờ chốt chế bộ nhí vàng trước nè. Chế lấy nhí xanh hay là lấy xanh ngọc? Size 6 là 70-75kg chị, eo 95-96 trở lại mặt giường. Ok, nhí xanh, nhí vàng. Ok, chế đẹp. Rồi. Em chốt cho chị Nguyễn Ngọc May 2 bộ. Và nhí đỏ cả nhà mình ơi. Nhí đỏ em còn được bộ size 3 luôn. Nhí đỏ em còn được bộ 3 luôn nha. Size 5 hết trơn luôn rồi. Chị Hằng Đỗ ơi, bộ này các chị size 5 hết, chứ chị có thể lên size 6 được nha. Tại vì form này nó gọn lắm. Size 5 là cái chị mặc ví dụ chị nào 67-68kg là lên size 6 mặc là ok luôn. Không có sợ bị rộng. Bộ sơn thủy em còn được một bộ sơn, em còn được sơn thủy là em còn duy nhất size số 4 nè. Đẹp lắm luôn á mấy chị bộ sơn thủy nè. Sơn thủy em còn duy nhất một size số 4 nè. Lên với em mã sơn thủy. 60-65kg mặc vừa. 60-61kg đến 65kg nha. Rồi lên giúp em sơn thủy. Em chào chị Minh Thùy. Cảm ơn chế Minh Thùy đã chia sẻ cho em. Rồi lên giúp em mã sơn thủy. Rồi hết nha các chị ơi. Cái tân em còn nhiêu đây hả? Nhí xanh 65, size 65. Chị Ly Hoàng ơi, chị 65kg, chị cao bao nhiêu? Cho em cái chiều cao chứ. Cho em cái chiều cao ha. Eo 86-87 trở lại thì mặc size số 4. Còn không thì lên size số 5 giúp em, mà hiện tại bây giờ là em hết size 5 rồi. Em chỉ còn 1, 2, 3, 4, 6 thôi. Hiện tại là em chỉ còn size 1, 2, 3, 4, 6 nha. Hết size số 5 mà. 5 em không còn bộ nào hết. Rồi ok, em lên cho các chị bộ ống rộng nha. Em lên cho các chị bộ ống rộng dài thiêu. Mẫu em mới về luôn, giá 180.000. Bộ đó là 185, 190 em bán cho mấy chị giá 180 thôi. Chị nhận được đồ rồi, đẹp nhưng đợt này quần chị mặc hơi ngắn. Xả like xuống chị Châu Lê ơi. Ngắn thì xả hết cái like xuống. 1m6 56kg là mình mặc size số 3. Chị Ly Hoàng, size số 3 chứ sao mà chị chốt lên tới size số 4 dữ vậy? Chị thích mặc rộng hả? Hay là chị lớn tuổi? Chị có mua bên em lần nào chưa? Mua bên em size 4 mặc vừa hay là sao? Sơn thủy size số 4 em chốt cho chị Hằng Đỗ. Chị Hằng Đỗ cân nặng chiều cao với số điện thoại đi chứ ơi.
Thi Thúy Hằng Đỗ nè, cho em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại, em mới cân size cho chị nha. Hồi nãy chị hỏi em size 5, bây giờ chị xuống size 4 là cuối cùng chị cân nặng chiều cao bao nhiêu. Cho em cân nặng chiều cao nha, sắp mới. Tối lên cái lô này quá trời đẹp luôn chứ ơi. Tổng động này. Lô này xuất sắc. Chị Thi Thúy Hằng Đỗ lên giúp em cân nặng và chiều cao chị. Mét 6 nặng 63 kg, ok chị. Sơn Thủy 4. Bộ ống rộng này nha. Bộ ống rộng này là chất thun Hàn Quốc giúp em luôn. Em có size cho cái chị từ size số 1 đến size số 6. Bộ này thì form nó sẽ thoải mái hơn bộ cách tông. Size 1 là cho cái chị 52 kg, size 2 là 57 kg, size 3 là 62 kg và size 4 là 67 kg, size 5. Size 5 là cho cái chị đẹp nhà em là 72 kg và size số 6 là 77-78 kg cho chị đẹp nhà em mặc vừa nha. Bộ này là em thiêu tay thì em sẽ lên tay dúng cho cái chị. Ở đây nó tay nó sẽ dúng nha. Cổ thì là cổ vuông tim và thiêu. Ở đây em sẽ thiêu cho cái chị nguyên cái phần ở phía trước là ba cái hoa to và những cái hoa nhỏ đi dài dài xuống, thiêu cái thân trước nha cái chị đẹp nhà em. Nói chung là ở ngoài cái chị sẽ thấy ba cái bông này nó nổi lên nha, nó nổi lên và bông nên là em thiêu cái hoa nó sẽ nổi lên để cho nó cái chị nhìn thấy. Bộ này là bộ ống rộng, lên giúp em bộ này là mã tím nha các chị, mã tím. Đồ cổ bao lăng tông là em hết hàng rồi chứ, hết trơn rồi. Cổ bao lăng tông em còn được có mấy bộ xe, còn được hình như là xe 3 với xe 6 hay sao, hay là xe 2 với xe 6 gì. 3, 4, 6. Hết trơn là tối 4 em bán hết rồi chị, tối 4 là em chốt rồi. Hết luôn. Bộ em đang mặc là mã tím nha các chị, bộ này là giá 180.000. Chị đẹp lên giúp dùm em, mã này là mã tím, rất là đẹp luôn. Lạp xưởng em có nha chị Thanh Nguyễn nha. Nhưng mà lạp xưởng là tầm khoảng 3 ngày nữa em mới trả đơn cho mấy chị được. 2 hoặc 3 ngày, tại vì bữa nay em có chuyến hàng về, nhưng mà để coi lò về đủ hàng không. Tại lạp xưởng hầu lô là em phải đặt trước lò mới làm đó chị. Bữa nay thì thiếu lạp xưởng hầu lô. Rồi bộ em đang mặc lên giúp em mã tím nha các chị, giá 180.000. Bộ này là em bao đẹp và bao xịn cho mấy chị luôn. Chị nào mà thích mặc ống rộng thì các chị nên chốt mấy bộ này nè. Mặc thứ nhất là sang, thứ hai là nó che được cái khuyết điểm và rất là thoải mái. Rồi tím 6 em chốt cho chị Nguyễn Ngọc My. Ok chị Nguyễn Ngọc My. Lạp xưởng là em có 4 loại. Lạp xưởng truyền thống là 155.000, lạp xưởng hồng lô là 160, lạp xưởng trứng muối là 170 và lạp xưởng tươi là 150. Ủa, lạp xưởng tôm là 150. Mực xé 380 một ký nha chị Ly Hoàng ơi. Một túi em vào cho cái chị là nửa ký nha, một túi mà em hút chân không cho mấy chị là nửa ký. Rồi tím 6 em chốt cho chị Nguyễn Ngọc My nè. Ok chế đẹp nha em. 180. Cái lô này là em lên cho mấy chị hình như là 8 họa tiết hay sao mà họa tiết nào nó cũng đẹp hết trơn á chị. Cái lô vải này về quá chị đẹp. Xanh Coban. Bộ này là xuất sắc luôn nha. Lên giúp em mã xanh Coban các chị. Lên giúp em là xanh Coban. Xanh Coban giúp em nha, xanh Coban mực xé là giá 380. Lên giúp giùm em mã này là mã beo. Kiếm xe máy vậy chứ. Không có, chị nhìn cho mình cho nó nằm đâu. Chốt em bộ này là bộ beo. Trời, cái vải nó đẹp mấy chớ ơi. Vải này mà không đẹp là không lấy tiền luôn. Lên giúp em mã này là mã beo nha, mã beo. Beo kem, lên giúp giùm em beo da chứ em xin lỗi. Bộ này lên giúp em là beo da. Beo da kèm size giúp em nha, beo da. Mã này lên giúp giùm em là mã vàng các chị, mã vàng. Chốt em mã vàng nha. Đẹp xuất sắc chưa? Lên với em mã vàng nha các chị, mã vàng. Nhí tím.
nền xanh lá và lên kéo hoa nhí tím lên, chứ em mãi nhí tím cái chị nhí tím. Vàng 6 em chốt cho chị Ngọc Ánh. Em là 1m58, chị em 49kg. Em là tầm khoảng 65, size 1, bộ này là 52kg. Trở lại cái chị đẹp dạy mặt vừa, 52-53kg tùy chiều cao. Vàng 6 cho chị Ngọc Ánh, ok chị. Rồi lên giúp em bộ này là bộ nhí tím chị. Lên cái hoa nhí tím vậy nè. Dạ, vàng là cái bộ sáng sáng này chứ. Nhí tím size số 6 em chốt cho chị Dưa Hấu luôn, ok chị Dưa Hấu. Chốt em bộ này là nhí đỏ cả nha. Tím thì sáng. Lên với em bộ này, nhí tím. Nhí tím là cái màu xanh này nè chị. Màu xanh lên bông màu tím đó nè. Là mã nhí tím nha. Dạ. Còn bộ em mặc là mã tím. Rồi lên với em bộ này là bộ nhí đỏ cả nha. Chốt em nhí đỏ. Trời ơi, nó đẹp chết chứ ơi. Không thể tưởng. Nhí đỏ size số 6 cho chị Nguyễn Ngọc My. Rồi, đỏ đô. Chốt em mã đỏ đô. Đẹp quá đẹp luôn, đỏ đô nha. Chốt em đỏ đô cả nhà, đỏ đô. Chốt em mã đỏ đô. Rồi, họa tiết. Lên với em mã này là mã họa tiết. Đẹp chưa cả nhà? Họa tiết đẹp đẹp không à? Lên với em mã họa tiết nha, họa tiết. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã da. Lên với em mã này là mã da. Rồi em hết nha các chị, tổng cộng là em có bao nhiêu họa tiết đây cho các chị đó. 180.000 một bộ, rất là đẹp luôn. Đây cái tay là em may dúng cho các chị là dúng vậy nè. Dúng này nó có hai cái thun hai bên nha. Rồi lên giúp giùm em là mã da. 180.000 một bộ chị, 180.000. Một ký lạp xưởng tươi nha. Thì lạp xưởng đó là lạp xưởng tươi đó chị, nhưng mà chị lấy loại nào? Lạp xưởng tươi đó là em có là lạp xưởng truyền thống, lạp xưởng hầu lô, lạp xưởng trứng muối và lạp xưởng tôm. Chị lấy lạp xưởng nào ạ? Cái này chị vô bột hết. Dạ. Xả tím lấy đỏ đơn xe 6 cho chị Nguyễn Ngọc My, ok chị Nguyễn Ngọc My. Bộ em mặc là giá 180 chứ ơi. Chị Hồng Nguyễn ơi, chị lên giúp giùm em là bộ ok em thấy à. Rồi bộ tím size 3 cho chị Hồng Nguyễn. Tím 5 cho chị Ánh Tuyết, da 2 cho chị Mai Xuân. Lạp xưởng phơm 1 kg cho chị Thi Hằng Đỗ, ok chị. Vàng 3 cho chị bình thường thôi. Ủa mình có phải vàng hả? À có vàng. Vàng 3 cho chị bình thường thôi nha. Đỏ đô. Bộ em đang mặc trong người là có. Đây bộ đỏ đô là bộ này nè chị. Rồi. Bộ em mặc trong người là mã tím. Mã tím nha chị Như Hấu ơi, chị chốt lên với em mã tím là có đơn. Tím 6 là có đơn. Đây là mã da nè chế ơi, đây là mã da nè. Đây là mã da. Chốt em mã da nha, mã da. Tím 6 em chốt cho chị Dưa Hấu. Ở bên em sẽ gọi điện xác nhận đơn như chị Hồng Nguyễn ơi. Nhí đỏ với da, size số 6 em chốt cho chị Diễm Quang, ok chị Diễm Quang. Tím với cô ba với vàng 3 cho chị Nina On. Da 6 em chốt cho chị Ngọc Ánh. Cái chị chốt bộ họa tiết nè, cái bộ họa tiết này đẹp đó. Để em mặc cái bộ họa tiết cho các chị xem nha. Bộ này các chị nên chốt nè, đẹp đó, xem. Xe 3 180.000 các chị. Bộ này các chị chốt đi, bộ này đẹp lắm, mặc xem. Họa tiết đẹp không à. Em mặc bộ họa tiết cho các chị xem nha. Em vẫn thích mặc ống rộng các chị, tại vì cái chân của em nó không có được đẹp nên là thường là em thích mặc ống rộng, nó che cái khuyết điểm với lại nhìn nó sang. Họa tiết 6 em chốt cho chị Ngọc Ánh.
lên với em mã này là mã họa tiết các chị, họa tiết. Chị với các cô mà lớn lớn tuổi tí xíu, các cô lớn lớn tuổi tí xíu mặc ống rộng nhìn cũng sang. Tím sáo là của chị Dương nấu. Có chưa chị? Chưa có tiêu hả? Tím sáo nhà của chị Dương nấu. Bộ tím đó của ai? Tím này là tím 5. Rồi, gọi tím sơ sát bên. Nó tím 5, tím 3, tím 6 chị Dương Hấu chưa có. Ok, tím 6 cho chị Dương Hấu. Lên với em bộ này là bộ họa tiết đi các chị, rất là đẹp luôn nè. Họa tiết kèm size giúp em nha. Size 1 là 52kg, size 2 là 57kg, size 3 là 62kg, size 4 là 67, size 5 là 72 và size số 6 là 77kg, size 78kg cho chị đẹp nha em mặc dù. Rồi lên giúp em mã này là mã họa tiết đi các chị. Bộ này đẹp. Lên giúp em mã họa tiết nha. Họa tiết kèm size giúp em. Lên giúp giùm em ạ. Khách bơm hàng rồi là em xin phép không bán lại nữa nha mấy chế ơi. Rồi lên giúp giùm em bộ này mã họa tiết đi các chị. Mực xé 1kg em chốt cho chị Ly Hoàng. Đừng chốt bộ em đang bận chị Dương Võ ơi, lên mã đồ giùm em. Bộ em mới vừa cởi ra là mã tím, bộ em đang mặc trong người là mã họa tiết. Chị chốt mã gì thì lên với em mã đồ kèm theo cái size nha. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã họa tiết chứ chị. Chứ đừng chốt bộ em đang mặc, em không biết bên màn hình của mấy chị đang thấy em mặc bộ nào á. Lên giúp em bộ này là mã đỏ đô. Lên giúp em mã này mã đỏ đô các chị. Thun Hàn Quốc nha chị ơi. Thun này là không có chê vào đâu được luôn á. Coi giãn 4 chiều chóc vải dài dặn ha. Rồi lên giúp em mã đỏ đô cả nhà. Họa tiết size số chị Dương Võ. Chị Dương Võ lấy size 5 đúng không? Rồi. Họa tiết size số 5 cho chị Dương Võ. 73kg chị cao bao nhiêu vậy chị? Chị Dương Võ có mua bên em rồi chưa? Size 5 mặc vừa đúng không? Còn không thì lên chiều cao giùm em ha. Rồi lên với em mã đỏ đô các chị. Tím size 6 em chốt cho chị Diễm Quang. Ok chị Diễm Quang. Là em hết tím 6 nha các chị. Tím 6 cho chị Diễm Quang là hết tím 6. Rồi em đang mặc bộ này là mã đỏ đô các chị. Chốt em đỏ đô, chọn cái bộ đỏ đô này ngoài đẹp quá mấy chứ. Không có hối đâu chứ. Mình cứ coi thử lại coi. Hết hả? Tại vì xe 5 nó có hai chồng rồi. Họa tiết xe số 5 em hết rồi chị Dương Võ ơi, chị Dương Võ, chị Dương Võ lấy qua cái họa tiết khác giùm em nha. Họa tiết 5 em hết rồi, lấy qua cái mã đồ khác giúp em đi chị. Rồi đỏ đô giúp em đi cả nhà. 1m673kg ok, gọn người thì mặc size số 5, gọn người thì mặc size số 5 nhưng mà họa tiết em hết size số 5 rồi. Rồi lên giúp giùm em bộ này là bộ đỏ đô cả nhà ơi, đỏ đô 180.000 một bộ, ống rộng dài thiêu bông rất là đẹp luôn. Tiết 73kg là của chị Dương Võ xe 5 đó hả? Dạ. Đỏ đô xe số 1 em chốt cho chị Ngọc Bích. Ok chị Ngọc, à, chị Bích Ngọc chứ lộn. Rồi cô Bam đi mấy chị, cái bộ cô Bam này quá trời nó đẹp luôn. Lên giúp em mặc cô ban cái chị đẹp nhà em ơi, cô ban nha. Chưa quen mặc cho nên cập nhật chậm chứ. Bạn bị chậm cho nên cập nhật chậm xíu. Chưa quen đâu, chưa quen đâu, chưa thuộc.
Lên giúp em là cô ban cả nhà mình. Cô ban chèn size giúp em ạ. Lấy qua bộ cô ban đi chị Dung, vỡ một cô ban này đẹp này. Cô ban đỏ đô, nói chung là cái lô này về bông nào cũng đẹp chứ á chị. Nhìn ngoài đẹp á. Rồi chốt em bộ này là cô ban ha. Cô ban chèn size giúp em. 180 ngàn một bộ nha chị. Nhìn hình cho mấy bạn thấy đúng hết thiệt và không có để lộn ở C4, C4 có con cặp. Chớ em mã này là mã vàng. Chị Hoa Phong Tống thì như là có đơn hàng hoàng rồi chứ nên em không có bán lại nha. Chứ mua bên em hoài mà chứ còn trả hàng lại. Hàng là em có nói trước với mấy chị rồi, mua hàng cứ thử giúp giùm em đi, rồi nhận hàng đi rồi cứ thử chọc lỗi thì gửi cho em đổi hàng lại cho, cứ kiểm tra hàng xong rồi cứ bơm hàng trả trực tiếp về. Bơm hàng em không có bán lại nữa. Bây giờ chị nào bơm hàng không có bán lại nữa. Ngày xưa cái chị trả bơm hoàng đơn hàng hoàng về em còn cho cái chị cọc để cái chị bán, để bán lại cho mấy chị, hay bây giờ em không cho, em không bán lại nữa. Vàng 4 em chốt cho chị Hoa Lê. Ok chứ Hoa Lê. Chị cứ kiểm tra hàng xong cái mấy chị thích, mấy chị ưng thì mấy chị nhận, xong không ấy thì mấy chị lại hoàn về. Cước gửi cước hoàn gì em cũng chịu hết trơn luôn. Vàng 3 em chốt cho chị Bảo Huy. Vậy là cái chính sách đổi trả của em đưa ra làm chi cho nó mất công hết chứ. Vàng 2 chốt cho chị Đặng Lon. Cô ba với vàng xe số 5 em chốt cho chị Mỹ Hoàng. Đỏ đơ xe số 3. Cô 3 với vàng 5. Đỏ đơ xe số 3 cho chị Phạm Linh. Đơn hàng này các bạn nhà em gọi chốt đơn cho cái chị luôn nha. Hôm nay em sẽ chốt đơn hơi trễ tí xíu, có thể là qua tới 6 mấy 7 giờ chị. À, tối em like cho cái chị cái like mới luôn. Tối like cho cái chị cái like mới thì sáng ngày mai em gọi em chốt nha. Rồi bộ em đang mặc cái chị lên giúp em mã vàng, rất là đẹp luôn chị. Mã vàng. Rồi lên với em mã này là mã beo các chị, mã beo. Beo da. Cái họa tiết này cũng đẹp lắm. Chốt em bộ này là bộ beo da. Vàng 5 em chốt cho chị Dương Võ. Ok chứ Dương Võ. Bộ này size 1 là 52 kg, size 2 là 53 đến 57 kg, size số 4 là cho cái chị 58 kg đến 62 kg, size số 4 là cho cái chị 63 đến 67 kg, size số 5 là 68 đến 72 kg, và size số 6 là cho cái chị 72-73 kg ha, đến 75-76 kg. Chị đẹp nhẹ mặc dù. Chị Hoa Tống Thị Như nè, ngày 5 tháng 12, chơi chất lượng kém rồi sai kích thước về trả về cho em một đơn nè chị. Không nhớ hả? Ngày 5 tháng 12 đây, chơi chất lượng kém rồi sai kích thước tùm lum hết trơn á, xong cuối cùng không nhận hàng ngày 5 tháng 12 nè. Chị là chị mua áo bà ba ở bên em mà, áo bà ba thun lưới. Em còn thắc mắc tại sao chị này là khách quen ở bên em mà lại là mua hàng bên em cũng lâu năm rồi, tại sao lại là bơm hàng vậy, chê chất lượng kém gì tùm lum chân á. Rồi lên giúp giùm em bộ này, cái chị lên giúp em bộ này là bộ beo da nha, beo da. Chứ chị không bơm hàng tự nhiên em nói chị bơm hàng chi để em mất hết một khách hàng chứ. Beo da xe số 3 em chốt cho chị Thu Niềm. À
áo và ba thun lưới là em đã giải thích cho cái chị rồi, là cái vải đó nó không có dày, đã gọi là thun lưới rồi, là mình nghe cái tên là mình biết nó đã mỏng rồi. Nhưng mà mặc vô là không có thấy cái gì hết, đúng không? Nếu mà mặc vô mà nó lộ lộ cái hàng ra mà mặc không được thì em bán sao được. Em bán đâu, em bán một lô thôi là em đã lô thứ hai là ra là coi như là không ai mua rồi. Trong khi đó là hàng thun lưới em ra ba lô rồi, lô nào cũng không còn hết trơn, thì các chị biết là hàng nó đã đẹp rồi. Và em đã giải thích rất là rõ ở trên live rồi, mà máy chế nhận hàng, máy chế cho, cái chế kiểm tra hàng, cái chế vẫn y chang như vậy. Bà ba là hồi nãy em có like bà ba bông nguyên bộ rồi chị nha. Và mấy bạn nhà em đang chốt, bây giờ đợi mấy bạn chốt xong tối em sẽ tập hợp lại, coi mấy coi coi có khách xả hay là còn hàng gì thì em sẽ lên cho mấy chị nha. Tối nay lên bà ba nút thắt, bà ba nút thắt nguyên bộ nha. Rồi bộ em đang mặc lên giúp giùm em là bộ beo da nha cả nhà, beo da. Còn hàng ví dụ như nó bị nhỏ hay là nó bị to, nó bị nhỏ hay nó bị gì, bị chọc gì đó, thì em có chính sách hỗ trợ đổi trả cho các chị. Còn các chị mà trả hàng cho bưu tá là các chị bơm hàng em rồi, cái đó bơm hàng chứ đâu phải là đổi hàng. Bơm hàng là cái phí cước đi, cái phí cước hoàn á, em phải trả hai lần phí cước luôn. Phí ship bên em là 20.000 trên một đơn. Phí ship bên em là 20.000 trên một đơn, đồng giá hết luôn nha chị ơi. Chị nào mà mua từ 4 bộ trở lên, chuyển khoản cho em 100% thì em miễn ship cho các chị. Còn đơn hàng sale á, thì cái chị đẹp nhà em á là em không có miễn ship được. Hàng sale của chị chuyển khoản cho em vẫn thu ship 20.000. Còn hàng mà không có vô hàng sale mà từ 4 bộ trở lên chuyển khoản 100% là em miễn ship nha. Giờ 25, 30, 35 30, 35 không? Chị mua là 30, 35 không? Là xưởng chị Như Quỳnh ơi, chị Như Quỳnh đặt trước đi tầm khoảng 1-2 ngày em gom em trả đơn như chị. Tại vì cái đơn hôm nay em trả là em đã đặt cho xưởng xong hết rồi. Bây giờ là em nhận đơn tiếp, mấy chị có đặt thì đặt liền giúp em luôn ha. Tại ngày mai có thể là em sẽ về một chuyến nữa. Tại vì bữa nay là em thiếu lập xưởng hầu lô. Ủa vậy hả chị Trương Hồng Trương, vậy là bên bưu cục bị lộn nữa rồi đó. Bộ em mặc giá 180.000 một bộ, em vẫn đi đơn nha. Một bộ mấy chị nè, bên em á là một áo em vẫn đi đơn cho mấy chị, một áo và ba em bán chỉ có 85.000 thôi. Phí ship một bộ hoặc là một áo vẫn là 20.000. Các chị mua 10 bộ hay mua bao nhiêu, phí ship vẫn là 20.000. Quan trọng là các chị đẹp nhà em có đồng ý cho em đi đơn hay không. Tại vì có nhiều chị mua một bộ hoặc là một áo không cho tụi em đi đơn, kêu cứ dồn để đó đi, khi nào chị lựa thêm được một bộ hai bộ nữa rồi đi đơn luôn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có nhiều chị á, là lựa được bộ mới rồi xả cái bộ cũ, nên là thường em không có dồn đơn lâu cho các chị, là em chỉ dồn ngày hôm trước qua tới chiều ngày hôm sau không có đơn là em sẽ đi đơn cho các chị đó. Nên là các chị đồng ý đi đơn, đồng ý trả 20.000 tiền phí ship em sẽ đi đơn cho các chị, còn nếu chị không đồng ý thì em sẽ xả ra. Tránh cái trường hợp là hồi sáng em mới bị bơm một cái đơn hàng, là chị đó chỉ đặt ngày 16, ngày 17 bên em mới đi đơn, ngày 16 là bên em gọi điện cho chị, chỉ nói là để đơn đó đi để chị đặt thêm bộ nữa. Thì thường mấy bạn nhà em sẽ nói với mấy chị một câu như thế này: em dồn cho chị tới qua ngày hôm sau, nếu như mà không có hàng thì em sẽ đi đơn luôn bộ này, em khỏi gọi lại, còn có đơn thì bên em sẽ gọi để dồn đơn luôn. Nhưng mà hầu như mấy chị không bao giờ, mấy chị chú ý nghe mấy bạn nói nha, không nghe mấy bạn nói. Xong rồi cái chị đó từ ngày 16
tới ngày 20 là đến ngày thời điểm ngày hôm nay em không thấy chị lên live để chị hỏi cái đơn hàng của chị hay là chị đặt hàng gì hết. Đó, rồi hồi sáng là cái đơn đó là mấy bạn nhà em là chốt ngày 16, ngày 17 mấy bạn mới cho đi đơn, thì hôm nay chị ở Sài Gòn là hôm nay chị nhận được là ngày 20 nè. Chị không chịu nhận. Chị nói là cái đơn đó là chị đã kêu dồn rồi để chị lựa thêm, mà tại sao lại gửi cho chị bây giờ không nhận hàng, cái chị thấy chớ chiêu chưa. Đó, mà có 20.000 thôi. Lâu lâu mấy chị mua hàng online mới có shop người ta bán cho chị xí ship 20.000, chứ phí ship bây giờ nó đã là 30-35.000 hết rồi. Mà hàng cái chị nhìn đi, em bán cho cái chị hàng giá có cao không? Không hề luôn, em nói thật. Hàng nhà em là giá không cao, phí ship cũng rất là mềm cho cái chị đẹp nhà em. Nên là cái chị đẹp nhà em đã bơm hàng nhà em rồi, là mai mốt em không bán lại, tại vì em đã hỗ trợ cho cái chị tối đa rồi. Rồi, còn đơn hàng mà đổi trả, thường các chị mua ở shop khác em không biết cái chị đổi trả như thế nào, nhưng mà riêng shop em, nếu như mà các chị gửi lại hàng đổi đơn hàng, các chị gửi cho em một bộ thì các chị trả tiền phí ship bên phía của các chị, còn khi em đổi hàng cho các chị, em gửi lại cho các chị một bộ thì em sẽ là người trả tiền phí ship. Còn ví dụ như ngoài một bộ đó các chị đặt thêm hai bộ ba bộ nữa thì em gom vô chung thì em vẫn tính cho các chị 20.000 tiền phí ship, là em tính cho cái đơn hàng mới nha. Còn nếu như mà một đổi một hoặc là hai đổi hai, ba đổi ba, gửi cho em ba bộ em gửi lại cho cái chị ba bộ, không phát sinh đơn hàng mới, em vẫn miễn ship cho cái chị cái chiều mà em gửi đi cho các chị. Còn các chị mua ở những cái shop khác đa phần là các chị sẽ bị chịu phí ship hai đầu, đổi là các chị hoàn toàn các chị chịu phí ship hết. Ít có shop nào người ta hỗ trợ lắm, lâu lâu vẫn có shop người ta hỗ trợ nha, chứ không phải là hoàn toàn hết đó. Em nói để cho các chị hiểu, mà các chị cứ là sợ rồi cái chị này kia đó, là em nói là thôi bây giờ em không có bán lại, chị nào đã hoàn hàng rồi là không có bán lại nữa. Rồi, khách mới ở bên em, nếu như mà mua từ 4 bộ trở lên đơn hàng sale hoặc đơn hàng mới gì đó mà 4 bộ trở lên thì vui lòng cọc giùm em. Cọc cạc là cái quy trình gọi là nó đơn giản nhất nha, nó đơn giản nhất mà các chị còn không chịu cọc nữa. Rồi, có nhiều chị á, là em nhờ cọc một cái là ta nói thôi, dãy lên, ta nói là chị mua chị uy tín đồ này kia. Không, em không biết là uy tín hay là không, nhưng mà cái đó là cái quy định của shop em rồi. Nếu mà các chị cảm thấy các chị chấp nhận được thì các chị mua, còn không á thì thôi nha các chị. Chị mua ở đâu vậy, không bơm hàng hay là hàng của chị đó, em không cần biết, cái đó là cái uy tín của mình. Cái đó là các chị, nếu mà các chị không bơm hàng thì các chị quá tuyệt vời rồi, cái đó là uy tín của mấy chị và cái đó là mình mua hàng mình rất là có trách nhiệm rồi. Nhưng mà bản thân em đi mua hàng em cũng chưa bao giờ em bơm hàng của ai hết, nhưng mà có những shop người ta quy định em cọc giùm chị, em chuyển khoản giùm chị hay như thế nào, ok thì em làm đúng thôi. Em làm đúng theo cái quy định của người ta, tại vì cái đó cái quy định của người ta rồi, hoặc là mình mua nhiều thì mình cọc là cái chuyện bình thường đó chị nha. Tại vì mình bản thân mình uy tín, mà tiền đó thì cũng trước sau gì mình cũng trả thôi, chứ mình đâu có, người ta đâu phải mình cọc là mình mất luôn cái tiền đó đâu mà mình sợ. Rồi, chốt hàng nha mấy chị ơi. Bộ em mặc là bộ nhí, lên với em bộ nhí tím. Chốt em bộ nhí tím thì em giải thích để cho các chị hiểu, sẵn đây giải thích luôn, nói một lần nha mấy chị đẹp nhà em. Rồi, lên giúp giùm em bộ này là bộ nhí tím nha các chị, bộ nhí tím. Úc ơi, Úc chốt giúp giùm em bộ nhí tím đi chị Hạnh Mỹ, lên giúp em là nhí tím đi, đừng chốt bộ xanh, cái này không phải mã xanh mà mã nhí tím chị. Nói quá trời nói. Ok chị Thí Hàng Đỗ ơi, các bạn nhà em sẽ gọi xác nhận đơn với chị đó. Rồi đơn hàng về mấy bạn nhà em sẽ gửi cho chị nha. Chị Đông Nhật, em cảm ơn chị Đông Nhật rất là nhiều. Nhí tím là số 2 chỗ.
Cần Thơ nha chị ơi, em ở Cần Thơ. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã da đi các chị, mã da, chốt em mã da nha. Dạ rồi, ok chị Thanh Thủy. Em có ơn chị Thanh Thủy. Rồi lên giúp giùm em bộ này đi cả nhà. Em không nhớ chị Hoa Tống Thị Như là đặt cái gì nha, nhưng mà có một đơn bơm hàng nha chị. Em đã kiểm tra rồi nha. Chị đã mua shop em lâu lắm rồi, và cái đợt bữa đó em livestream là chị vô chị mua lại. Cái tên của chị là nó hơi bị đẹp đó, nên là em hơi ấn tượng. Cái đó này là em nói thật. Cái tên của chị là đẹp đó, em không nhớ là chị mua cái gì không chính xác nha. Nhưng mà có, cách đây tầm khoảng 3 tuần hơn gì đó, cái đơn của chị á, là chị quay lại chị mua là Hoa Tống Thị Như. Cái tên em đọc em rất là nhớ luôn, và cái đơn đó là chị bơm hàng em đó. Em không nhớ chị mua cái gì nha. Gia ba em chốt cho chị Hạnh Mỹ. Chị Kim Phượng lên giúp giùm em cân nặng và chiều cao đi chứ. Cân nặng và chiều cao. Mã da xe số 3 chốt cho chị Hà Châu. Tại vì khi mà em lưu số điện thoại của mấy, tại vì khi mà em đơn hàng bơm á, là em chết bằng số điện thoại là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mấy bạn nhà em gọi điện xác nhận đơn cho mấy chị rồi, mấy bạn nhà em mới đi đơn nha, chứ không phải là đơn là em chốt qua tin nhắn, nên là nhiều khi không có bị lộn được đâu. Bộ em mặc là giá 180.000, cái chị đẹp nhà em. Đây đơn hàng ngày 3 tháng 12, đúng không, em nhớ chính xác luôn. Đơn hàng ngày 3 tháng 12, chị đặt một bộ bông vàng 50kg, bộ nâu em đang mặc. Thì em không biết chị chốt cái bộ gì, nhưng mà cái đơn đó là chị bơm hàng đó, chị không có nhận đơn. Chờ lô mới về đi Úc. Chị khui bơm, chị còn lưu lại Hoa Tấm Thị Như. Nè Hoa Tấm Thị Như nè, cái đơn khui nè chế. Bữa đó em nhớ như chốt bà ba hay là chốt cái gì á. Cái bộ gì thun lưới đó chị nha, bộ thun lưới rõ ràng có. Hay là bộ gì đó em không nhớ, nhưng mà nói chung là đây cái đơn hàng của chị nè. Đó. Về tụi em còn chụp lại ngày 3 tháng 12 đơn đó, chị đâu có nhận đâu. 55kg, cao 1m50, mặc size số 2 chị Kim Phượng. Mặc size 2. 95.000, bộ 95.000 bộ gì ta? 9 tóc. Bộ 95.000 hả? Bộ 95.000 chắc hàng sale hàng gì á, chứ hay hàng sale. Có chị có để giá 95.000. Út ơi cái bộ đó hôm nào về lô mới Út lên Út lựa luôn đi. Em chuẩn bị về thêm một lô nữa đó. Lò mới nhắn qua có một lô nữa. Soạn ra được mấy trăm, 200-300 gì đó em lấy luôn, tại vì cái hàng đó đẹp. Út chờ đi, tại vì bây giờ nó còn màu sáng không mà. Có size 1 nha chị Đặng Chi ơi, có size 1. Rồi bỏ em mặc lên giúp em mã da đi mấy chị, nói quá trời nói. Tập trung chị mông đi. Tập trung bán đi mấy chị. Cái vấn đề mà bơm hàng rồi trả hàng đổi trả như thế nào là em đã nhắc rất là nhiều ở trên live, và hầu như shop nào cũng có một quy trình y chang nhau hả mấy chị. Shop nào cũng có một quy trình y chang nhau là cái chị cho cái chị kiểm tra hàng, thì cái chị đẹp nhà em nhận hàng đi, rồi vấn đề mà chật lỗi người ta sẽ hỗ trợ cho mình để đổi trả. Em mặc C1 là hơi thoải mái tí xíu. Ví dụ như cái chị 47, 48, 49 kg mà cái chị cao 1m55 dưới 1m55 á, thì cái chị mặc nó sẽ vừa hơn. Còn nếu mà cao thì mặc hơi thoải mái, về nhấn ben cho dùm em. Hàng này là hàng có nhấn ben. Mình nhận rồi, đồ đẹp lắm em. Cảm ơn chị Phạm Thị Kim Anh rất là nhiều.
Bộ nâu vàng bao nhiêu? 180 hết chị. Mấy bộ này là 180 hết, đồng giá. Cùng một mẫu là cùng một giá, 180.000. Rồi bộ em đang mặc là bộ nhí đỏ. Rồi lên giúp em bộ nhí đỏ nha. Chứ tự nhiên mấy chị không có bơm hàng em, tự nhiên em nói mấy chị bơm chi cho em mất một khách hàng, đúng không? Mà khách hàng lâu năm nữa. Bởi vì em cũng hơi bất ngờ khi mà cái đơn chị bị hoàn về mà chị chê hàng này hàng kia đó, em cũng hơi bất ngờ đó. Tại vì hàng em bán là khách quen, là hầu như xưa tới giờ là biết cái vải ở bên em, hoặc là nói chung là có nhiều chị tin tưởng đến cái mức độ mà không cần phải kiểm tra luôn á mấy chị. Có nghĩa là con nhỏ này nó nói đẹp là đẹp, nó nói xấu là xấu, đến cái mức độ như vậy luôn đó. Nghĩa là người ta mua là người ta không có cần phải kiểm tra hàng hay gì chân, và tin là cái bộ này nó đẹp là chắc chắn. Và em bán em cũng vậy, ví dụ vải đó nó mỏng em sẽ giải thích cho cái chị, cái vải này mỏng thì cái chị mặc được hay là không được, hay là cái vải giống như bà ba thun lưới đó, em giải thích rất là nhiều với cái chị luôn, và cái chị tin em là ok đúng không, mặc vô là không thấy cái gì cả. Còn chị nào mà kỹ hơn một tí xíu á, sợ là mình mặc nó mỏng quá hay gì, các chị mặc thêm cái áo ra ở bên trong giùm em, cái áo giống như cái áo tập thể thao của thể dục của mình đó, áo ra đó mặc vô là ok. Mà tím sáng là dạ tím là mã này, nhưng mà mình hết rồi. Của ai chứ? Chị Dư Hấu. Chị Dư Hấu tím sáu là hồi nãy em bấm bill rồi nó bị rớt á, nó bị rớt xuống, cái chị nói ủa bởi vì em nhớ em bấm bill cho chị Dư Hấu rồi chị nói không có đó. Nhí đỏ size số 2 em chốt cho chị Trúc Cao Thanh. 75kg 1m65 là dây size 5 à? Size 6 chứ. Ủa nhí đỏ 4 cho chị Trúc Cao Thanh chứ không phải nặng 65kg mà em đọc ra có 55kg. Nhí đỏ 4 cho chị Trúc Cao Thanh. Cái lương đó em xả rồi, em xả hoàn về xả lâu rồi. Chị Hoa Tấm thì như từ ngày 3 tháng 2, 12 tới giờ, từ đầu tháng tới giờ chứ. Rồi bộ em mặc là 180 nha, 180 em dơ họa tiết lại cho các chị nè. Cái đơn đó em xả rồi, chị Hoa Tống Thị Như ơi. Thật sự hôm bữa đó là em cũng không biết sao nữa. Em nói ủa sao kỳ, tại vì em nói thật là cái tên của chị em đọc em rất là ấn tượng, tại nó đẹp nha, cái tên nó rất là đẹp luôn. Nên em mới nhớ đó. Nhiều khi không phải ai em cũng nhớ. Đúng rồi á, bà ba thun lưới đẹp mà chị, đẹp mát mà. Hàng độc quyền luôn á. Năm sau em sẽ đầu tư cho cái chị bà ba rất là nhiều. Chốt giúp em bộ này nha cả nhà mình ơi. Bộ này lên giúp giùm em là mã tím nha. Bộ này là mã tím nè. Bộ này là quần ống rộng các chị. Em may cho cái chị là quần ống rộng nha nè. Giá 180.000 một bộ, rất là đẹp. Lên với em mã tím. Mã này lên giúp giùm em là mã xanh Cuban. Lên giúp giùm em là màu xanh Cuban. Đơn hàng mấy bạn nhà em đang gọi chốt đó chị ơi, chị để ý điện thoại giùm em đi chị Phạm Thu Thảo. Đơn hồi trưa em like nó nhiều lắm, nó nguyên một mà nó tới mấy trăm đơn, nó tới trăm mấy đơn lận, từ từ tới nha chế. Bà ba thun lưới chắc vài ngày nữa chị Dương Đạn, vài ngày nữa có hàng á chị. Cái lô áo lẻ em gần có hàng nè, không biết đợt này về thun lưới hay là về thun khác nữa. Tại vì đợt này cái vải mà giống như cái bà ba bộ nãy em like cho chị đó, cái vải đó cũng đẹp, cái vải đó lên bà ba cũng rất là ok đó. Da size 3 chị Hà Châu hình như chưa có hay sao á. Ủa chị coi em coi da 3 của chị Hà Châu có chưa chứ. Em lo em tập trung bên này cái em có rồi á chị Hà Châu ơi. Mã tím size số 1 em chốt cho chị Út Trần. Lên với em này là xanh Cuban nha các chị. Bộ xanh Cuban này đẹp nha.
Rồi mã này là mã vàng. Cái lô này họa tiết đẹp đẹp không à mấy chị. Lên với em mã này là mã vàng nha, mã vàng. Chốt em mã vàng đi cái chị, mã vàng. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã beo da. Beo da giúp em nha, beo da. Chốt em bộ này là bộ beo da, cả nhà beo da. Rồi mã này là mã da. Lên giúp giùm em mã này là mã da, các chị mã da. Ok, chị Hoa Tống Thị Như. Rồi chị mua lại đi, em bán cho chị. Tại chị là khách hàng lâu năm ở bên em rồi đó, là đó giờ là mua cũng không có tình trạng này nữa. Sao không biết, bữa đó không biết trục chặt cái gì em không biết ha. Rồi mã vàng size số 2 em chốt cho chị Nguyễn Ngọc Hương. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã da đi các chị, mã da. Lên giúp giùm em là mã da. Rồi ok chị chốt lại đi, rồi có gì em chốt đơn cho. Lên giúp giùm em bộ này là bộ nhí tím. Chốt em mã này là mã nhí tím nha, nhí tím. Tím size số 1 em chốt cho chị Hoa Tống Thị Như. Là bộ nhí tím, nhí tím hay là bộ tím? Một bộ tím, tím là bộ mẫu hả chị? Bộ mẫu còn bộ này luôn hả? Ok, tím 1 cho chị Hoa Tống Thị Như. Beo da chị Út Trần là size mấy quên ta? Chị Út Trần size mấy em quên rồi chị Út Trần. Em đang mặc là mã tím á chị Mỹ Linh ơi. Bộ này size 1 là 52kg, size 2 là 57kg. Cái lô này toàn là họa tiết đẹp không à chị Mỹ Linh ơi. Lô này họa tiết ok. Lô này mà ra gấp tân ta gấp lăn ha. Chắc em ra cho các chị em. Để em đi lựa cho các chị thêm một lô nữa. Ta gấp lăn cổ vuông đi mấy chị. Cổ vuông tim, cổ giống giống vậy. Có kịp Tết không? Không kịp Tết thì mình bán qua khai trương. À, khai trương qua tới tháng 2, tháng 3 là cái chị mặc vẫn ok. Tại bộ đó mình là không có cần mặc Tết, mình mặc quanh năm vẫn ok, vẫn đẹp. Size số 1 hả? Chị Út Trần size 1 đúng không? Beo da size số 1 em chốt cho chị Út Trần. Cái này cái chị lên giúp giùm em là mã nhí tím nha, nhí tím. Bộ này đẹp nè, bộ họa tiết. Lên giúp em mã này là mã họa tiết. Chốt em họa tiết nha, họa tiết. Chốt em mã họa tiết cái chị, chốt em họa tiết. Rồi lên giúp giùm em mã này mã đỏ đô. Lên giúp em mã này là mã đỏ đô, cái chị đẹp nhà em đỏ đô. Rồi đỏ đô giúp em cả nhà đỏ đô. Rồi em hết nha các chị ơi, tổng cộng hình như em được 7 hay là 8 họa tiết gì cho các chị á. Em da là mẫu luôn hả chị? Bộ ống nhỏ là bộ cách tân á chị, ống nhỏ thì em còn chỉ có cách tân thôi chị Thanh Phượng ơi. Nhưng mà tối thì em like chết, giờ em tạm up like ha. Đơn hàng này chút xíu mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho chị luôn nha. Tối em đơn này là em chốt luôn nha các chị. Em chốt tới tầm khoảng 6-7 giờ luôn á. Nên là các chị có đơn thì để ý điện thoại giúp em. Nếu mà kịp đó là ngày mai chị nhận. Chị Hoa Tống thì như là ở đâu chứ? Tầm khoảng 1-2 ngày nha chị. Sau khi em đi đơn là 1-2 ngày mình nhận được. Tên chọi nó chưa tìm chọi đâu rồi. Tên đó rồi. Có dưa leo kìa, chọn nước tương dưa leo với lại là cơm thôi là xuất sắc rồi nha. Vi cá đâu cũng được. Ăn với vi cá. Vi cá đâu cũng được. Ăn vậy bả đi, cứ ca tạm đi chứ. Ăn tạm vi cá đi. Với cái gạo đó ngon á.
Ừ, nấu cơm mà cái sâu lên chín nghe cái mùi gà thơm. Mùi gạo ngon đi hả Duyên ơi, hay để mình tém ăn tiếp. Dạ đúng rồi chị Quỳnh Mỹ, tại vì cái lô thun Mỹ là đa số là cái quần nó màu đen. Đỏ lô xe số 2 cho chị Nguyễn Ngọc Hương. Họa tiết 1. Dưới bộ da. Họa tiết thì em còn xe số 1 chị Kim Phượng ơi, nhưng mà bộ da là em hết rồi, chị 1m50, chị 55 kg, chị phải mặc xe số 2 chứ sao chị mặc xe số 1 vừa. Bộ này phải mặc size 2 nha chị, size 1 mà không có vừa. Em tư vấn chị size 2 mà chị 50 kg, nhưng mà chị cao có 1m50 là chị phải lên size 2. Bô mê thuộc hả chị? Bô mê thuộc vậy là tầm khoảng 3 ngày nha. Bô mê thuộc là tầm khoảng 3 ngày hoặc là 4 ngày chị nhận mới được. Chị Kim Phượng lên giúp giùm em số điện thoại với lại là chị chốt xe số 2 ha. Xe số 2 thì em còn đủ cho chị là bộ họa tiết với bộ màu da. Nhưng mà chị 1m50 là về chị phải lên like nha chị, cái quần này em may dài nha. Lên like á có cái chị, nếu mà chị nào 1m50 á, khi mà cái chị cầm cái quần này ra để mà nhờ người ta lên like á, thì cái chị đừng có lên like cái phần ở dưới. Cái chị lên like cái phần lưng thun này giùm em nha. Kêu thợ luồn lại cái sợi dây thun cắt bỏ đi, rồi luồn lại sợi dây thun mới giùm em làm cái dây thun mới nha. Chị nào mà 1m50 mà quần ống rộng với quần giả váy mà lên like thì đừng có lên like dưới cái ống. Lên like trên cái lưng giùm em. Cắt bỏ cái lưng bớt để cho cái đáy nó đừng có dài quá nha, tại vì cái chị thấp là cái chị mặc cái đáy nó sẽ bị dài. Tại vì cái quần ống rộng là em mai cái đáy nó hơi dài hơn quần ống nhỏ của mình một tí xíu. Để các chị mặc nó không bị lộ hàng cái dùng tam giác vàng nha. Rồi em offline ở đây nha cả nhà ơi, em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi live tối nay. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Nhớ bấm theo dõi trang Hàng Đẹp Giá Rẻ của em nha các chị, để cập nhật mẫu mới hàng ngày ha. Tới nghỉ Tết đó là em sẽ về rất là nhiều hàng Tết cho các chị và rất là đẹp. Chị Kim Phượng lên giúp giùm em số điện thoại đi chứ. Ok. Chị gọn người thôi, chị Hoa Tống thì như là được đó chị. Nếu mà gọn người thì mặc được. Nhưng mà về nhớ là 1m50 lên like giùm em, thì lên like cái like của cái lưng quần, đừng có lên cái like quần nha. Chị Kim Phượng lên giúp em số điện thoại. Em lấy cho chị họa tiết 1, còn mã da sẽ là size số 2. Ok chị Kim Phượng. Gọn người là mặc được nha chị ơi, tại em thấy cái form này size số 1 nó cũng xem với cái size 2 tí xíu à. Giá 180.000 một bộ nha chị, xong vỏ tú rồi, 180. Phí ship là 20.000 trên một đơn. Giờ live của em là 11 giờ trưa và 6 giờ rưỡi hoặc 7 giờ tối nha các chị. Các chị nhớ đón xem live nha. Nhớ ấn theo dõi trang Hàng Đẹp Giá Rẻ giúp em nha. Cập nhật mẫu mới. Mẫu mới và mẫu độc, mẫu lạ, mẫu đẹp về liên tục cho các chị đẹp nhà em luôn. Rồi em cảm ơn các chị đẹp rất là nhiều. Bye bye các chị. Hẹn gặp lại vào buổi live tối.